Đó, check in luôn nè, check in luôn khách sạn nha. Quá đẹp luôn. Lấy khẩu trang ra chị em ơi. Đó, vô nè. Đó, vui quá. Trời. Chết in khách sạn nè, đây chụp hình nè. Biết rồi, em biết rồi. Chụp 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 tăng tăng vô vô tăng vô vô. Đây. Đó đang check in. Đây. Lên hai hai nhìn lên hai đó Dương anh Tiến nè, đây vô vô đi vô đi vô. Ờ, chị Hà đâu, đâu đây. Phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Đà Lạt đẹp quá bà con. Con. Đâu đâu đây. Đây đây nơi đoàn đến nha. Bắc Hotel. Bắc Hotel. Park Hotel 2. Đây. Ủa. Còn không? Còn vali không? Còn không? Còn mà. Ủa cái vali lên đâu? Cái vali lên đâu? Phải không? Trời ơi, trời ơi, thấy mày điệu quá. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Ra đây. Ở ngoài đường đó. Quá, từ từ, từ từ, nó nghe, nó nghe, nó nghe. Chạy, 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 nó nghe, chạy. Chạy, nó nghe, cầm trường chạy. Cầm, cầm. Đây. Đó. Rồi đem lên. Đem lên đi. Quá đẹp luôn. Wow.
chị hai chị Diệp Nguyễn đang coi nè, chị hai chào chị Diệp Nguyễn. Mấy ra đây đây tối quá. Đây tối quá. Đây chị Diệp Nguyễn. Đó. Chị Diệp Nguyễn nè. Rồi.